Thật sự là ở miền Tây lâu rồi mình cũng chưa thấy cái nồi lẩu cù lao như thế này á mọi người. Thời buổi bây giờ cũng hiện đại lắm, đi đám đa số là người ta đãi hải sản, đãi thịt bò nè. Nhưng mà tự nhiên hôm nay thèm ngang xương cái món lẩu cù lao nên bắt bà ngoại lục mấy cái nồi lẩu á rồi nấu cho bằng được. Mấy cái nồi lẩu cù lao này của ngoại Huyền cũng lâu đời dữ lắm rồi á. Nguyên liệu để làm món lẩu này thì chủ yếu là thịt với lại lòng heo. Hồi sáng Huyền tranh thủ đi chợ sớm á cho nên được mớ lòng ngon quá trời. Mà lẩu cù lao á là đặc biệt cái nồi nước súp phải ngon nha. Lòng với lại thịt đó là Huyền đã trụng nước sôi rửa lại thiệt là kỹ rồi đó. Giờ bỏ vô nấu nước dùng nè. Để cho cái nồi nước súp nó ra được một cái hương vị cù lao đặc trưng á thì mình sẽ nướng thêm khô mực, cho thêm một ít củ như là hành tây, củ sắn, dưa leo. Cuối cùng á là mình cho cái phần mực đã nướng với lại tôm khô vào nấu chung luôn. Để cho cái nồi nước súp của mình được ngon hơn á thì Huyền sẽ nêm vô đây 4 muỗng hạt nêm chin su ngọt tôm thơm thịt. Không chỉ giúp cho món canh lẩu của mình được ngọt thanh nè mà món xào món kho gì cũng ngon ngọt đậm đà tròn vị hết trơn á. Món chả hoa này á là cần có hai loại hột vịt luôn nha, một loại là hột vịt lạc, còn loại hột vịt muối là Huyền đang đập nè. Mình bỏ đi cái phần lòng trắng nha, chỉ lấy cái phần lòng đỏ thôi. Chả thì Huyền sẽ nhồi 500g thịt với lại 500g cá thác lát, để hành lá vô cho thơm nha, nêm một xíu hạt nêm chin su tôm thịt cho nó đậm đà, dầu mè tỏi cháy tiêu cho thơm, nhớ nhồi đều tay cho cái phần chả của mình nó được dai nha. À mà nhớ cho thêm xíu nấm mèo, lát cái chả của mình ăn nó sừng sực ngon lắm. Còn về cái phần hột vịt lạc á thì Huyền cũng nêm xíu hạt nêm đánh đều lên, rồi mình bắt cái chảo lên á mình tráng ra thiệt là mỏng. Cái phần hột vịt này là để tí mình cuốn chả mọi người, nhớ dùng cái chảo chống dính á để cho cái miếng hột vịt của mình được đẹp với lại dễ lấy ra nha. Quay qua đây á thì cái nồi nước súp của mình cũng ok la rồi nè, nước dùng trong dữ lắm luôn. Vớt thịt với lại lòng ra nha, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi cuộn chả. Trải miếng hột vịt chiên hồi nãy ra á, bây giờ mình sẽ dàn cái lớp chả cá lên, nhớ dàn mỏng mỏng vừa ăn thôi nha mọi người. Nhân của chả thì Huyền sẽ dùng lòng trứng muối. Chả này á mọi người phải cuốn chặt nha, để không thôi xíu á mình cắt ra là nó bị ruột á mọi người. Nhưng mà nhớ là cũng nhẹ tay, không thôi hột vịt của mình nó bị rách á. Cuốn chả xong rồi thì mình dùng một lớp lá chuối quấn lại nha, lấy dây lát buộc lại cho nó chặt. Rồi vậy là mình đem đi hấp tầm 20 phút là cái đòn chả của mình chín ngon luôn rồi đó mọi người. Còn dư một mớ chả Huyền trụng thêm mớ lá cải thảo á, mình cuốn lại làm cái chả tí ăn cù lao luôn. Cái chả cuộn lá bắp cải gì nè bà ngoại của Huyền kêu là chả bao quảng. Cái tên nghe nó lạ mà nó dễ thương hết mọi người. Vừa cuốn chả xong là bên đây cái phần chả hoa của mình cũng vừa chín tới luôn. Bây giờ thì mình gấp chả ra để cho nó nguội xíu nha. Tranh thủ thời gian này thì mình sẽ đi xắt thịt với lại lòng nè. Mọi người thích ăn loại nào thì mua loại đó thôi à, cũng dễ lắm. Hôm nay thì Huyền nấu với lại thịt lưng, gan, bao tử nè, lưỡi heo, tim nữa. Giờ cái phần chả hoa của mình nó cũng nguội rồi nè. Trời ơi, lần đầu tiên Huyền làm mà không ngờ nó thành công vậy luôn á mọi người. Bây giờ mình cắt tỉa thêm mớ cà rốt nè, chuẩn bị thêm một mớ rau nữa để ăn lẩu. Cho một ít bông cải nè, lá cải thảo, rồi cà rốt. Sau đó là mình xếp tất cả những cái topping mà mình đã chuẩn bị lên trong cái nồi lẩu. Tới đây có bạn nào đói bụng dữ chưa? Người nhìn nè, dùng hạt nêm chin su ngọt tôm thơm thịt, ướp dùng rất là trong luôn mà đặc biệt là nó có vị ngọt thanh tự nhiên rất là ngon. Bây giờ nồi lẩu cù lao cũng đã xong rồi, mời mọi người cùng ăn với cả gia đình của Huyền nha. Sở dĩ món này được gọi là lẩu cù lao vì ở trong á là than, còn bên ngoài và nước là thịt, nhìn cũng giống như cù lao cái cồn ở miền Tây quê mình vậy đó mọi người. Nhớ hồi nhỏ là Huyền mê món này dữ lắm, mẹ đi phụ đám á là hay xin về cho mình một túm, nấu lên rồi chan với bún ăn á, vậy mà ngon dữ thần luôn. Giờ ngồi ăn cùng với gia đình á mà bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về luôn. Món này á nhìn kỳ công vậy thôi chứ cũng dễ làm lắm. Hôm nào rảnh á thì mọi người nhớ làm để đãi gia đình của mình nha. Cái chả hôm nay Huyền làm nó dai ngon mà rất là vừa ăn luôn. Cái nồi nước súp á thì nó đậm đà ngon ngọt phải biết luôn á, vừa ăn vừa hấp ta nói nó đã gì đâu á.